Rồng Vàng đấy đó hả? Dạ. Cầu Rồng Vàng ban ngày. Ban ngày thấy nguyên cục sách bự dần dần. Cái rồng chỗ nào không biết nữa. Dạ. Đêm đêm đang rồng ban ngày ra cục sách. Ban đêm biến hóa thành rồng. Ban ngày ban đêm mà biến hóa thành rồng. Sách bụng. Ngày ra cục sách. Còn bây giờ còn nhiều lắm, cả đêm rồi đó. See the dragon, Sarah? The yellow decorate is the dragon. Sông này có cá không ha? Dạ. Sông này có cá không? Có. Bên kia là cầu sông Hồng đó chị. Cầu xoay đó. Dạ. Rồi tới đuôi rồng. Banana Hill. Oh yeah. Tảng đá này không biết cẩm thạch hay là cái gì thạch mà được trưng bày quá trời luôn. Sun World Banana Hill. Get like. Yeah. Say hi tiger. Hi tiger. Look at this long line. To the camp. Family. Yeah, we're at Banana Hill. Cap. Cap treo ha. Banana Hill. Trời ơi, lên đây mồ hôi nó chảy giống như tắm nhạo. Thì tắm mồ hôi đi, tắm nhạo. Suối nè, đi coi suối nè, đó, suối dưới nè. Coi suối dưới nè. Holy crap, I got seasick. Day when I got tall high, scary high. Day when the I can't look down. Oh man, look at that. Dang, it looks so high. Uh-huh, yeah. Number one, tall. Nó đi nửa tiếng rồi, sao mới tới vậy trời. Ô đi xa dữ gì trời. Oh, man. Mẹ trời. Vì mà con nói đi mát lắm, mát chỉ mất. Không thấy bà luôn mát gì ở trên này nó mát. Ở trên. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái cây cây chuyển cây cảnh là wow.
Sun Rail, yeah. Suối đó. Suối. Suối từ trên này chạy xuống ha. There's a mountain, the rain, I mean. There, look at that. Nó lên xuống hai ba đường luôn ha. Ba đường lên xuống. That's no fun. Yeah, that's no fun to me at all. My ear. Holy crap. Trời ơi, bay hết qua núi này qua núi khác hết trời. So scary. Hai cảnh đẹp mà núi non trùng trùng ha. Giống như trong phim mấy cartoon ha. What do you think, Sarah? Đẹp không con? Mm-hmm. Amazing. It's a high mountain you want to go. Very high mountain. Huh? A lot of mountain. Làm như nó chạy cả tầng ghê trời. Yeah, again, the number one up and down. Quá trời luôn, quá trời xa luôn. Cũng đi cáp treo, cũng đi cáp treo vậy thôi. Quá trời xa luôn. Hi, hi Tiger. Ai sợ chứ tôi sợ, đi cáp treo tôi sợ, cao quá. Đời núi không. Damn. Chicken, I'm chicken. Dân tái rồi. Trời. Vậy là anh đuổi rú ở trên cao nè. Dây này nó cũng kéo được hay quá ha. Chạy từng dây nè. Sao chuyến về chưa ai về sao cái thùng nó trống không à hả? Trả tiền 600 ngàn lên đây. Vì trong hướng. À.
luôn ơi. Sẽ là thái cửa lên bàn tay, tinh hậu lên bàn tay thế này. Đây là bàn tay nha, bàn tay bằng chân, đây là bàn tay. Lấy hai cái chân. Jambi cool here. Oh yeah. Yeah, mà cái không khí trên này nó lạnh mát, nhưng che của chỗ mình ở sông sương nhìn che. Tìm ra được không khí. Tìm ra được không khí quê nhà. Ở đây là một cái làng của người Pháp xây theo kiểu French style.
class meeting, we take a trip to the friend's village. Nó còn một cái nữa đây đi mà hả? They hang on right there. Yes, they stop. Dây cáp treo kia nó bị đứng lại kìa, mà con đang đứng rồi kìa. Wow, bị lỗi sao đang đứng rồi. Mát quá vậy. Sao rung. Sao chép nó nói đi trên này mà sợ nó nhất là bị đứng không? Có đứng thiệt đâu. Đứng. Có đứng thiệt chứ không phải là không có đứng nha. Vẫn chơi đâu. Ở lưới nữa nè, trời nó lửa. Volcano mau. Volcano hả? Trời ơi, coi núi nè. Cái rang này kìa, you want a ride tiger? Look at the baby rang. Yes, you want it? You want the fact to drive and call it? That's it, that's right? Oh, you're too right, not me. Nào, cô đang nghe mùi ăn thơm ạ. Yeah, woo, lên tới Bà Nà Hill rồi có quán Mrs. Cơm này, cơm ngon mẹ nấu, lên chỗ này ăn cơm với cá đó, cơm ngon mẹ nấu, cơm với cá 10 mét tới the castle. Mấy ông thần này đứng biểu diễn gì đó trời. Quán cơm ở đâu con? Đi tới ăn, đi tới mua. Bạn hay yêu ăn gà nướng rồi. Năm nay hết đó. Hết đó trên vai. Hết đó mà 400 ngàn hai cái hết đó. Trên vai nó không có đấy con. Con gà cũng 400 ngàn mà hết đó cũng 400 ngàn. Yeah. Castle Bà Nà Hill, very beautiful. Đây có cái cây gì đó. Đây có cái cây gì nổ. Cái giả nữa. Cái giả quá. Mấy người đang gắn cho cái giả. Cây cái giả em không phải cái thiệt. It's a fake tree. Đây là
anh gọi anh beo mà em. Bye bye, Bona Hill. Okay, done, we going home. Di chuyển xin vui lòng giữ bình tĩnh và ngồi nguyên tại chỗ. When coming sudden is not moving, stay calm and sit it. Alright, we going down. Chúng ta đi xuống. Đây là ga đi xuống. Beautiful. Đây là rất đẹp. Wow. Chạy lẹ quá trời luôn bà con ơi. Trời vui quá. Rồi ra. Oh, it wasn't even open. The course is not even open, man. No. Yeah, cái course, cái drive cái này bên kia là quá trời. Bên này cái màu vàng. Yeah. They have to keep the distance so they can save. You control the speed. No, you cannot control the speed. They have to be. Some people go slower than others, okay? Yeah. When they over there, well, whatever it is, it's fun. And they got tượng Phật nè. Quá trời tượng Phật quá bự luôn. Cái cáp treo nè. Is that a house? No, it's not that one. Our business. Oh yeah, those are the resident houses. Yeah, get on the nhà. No, these are the business. It's the same team park. Yeah. So we go on different team park. Like Buddha team park right there. That's what they do. Okay. Yeah. This one less scarier. I like this one better. Well, we're switching anyway, so they were switching, yeah. We're lucky we choose this one. Hi Sarah. A tiger. Yeah, thành phố cái này là thành phố của French, là của Pháp. Okay. French Quarter, French. Yeah, xây một thành phố của Pháp ở trên đỉnh núi Manor Hill. Rất là tinh tế. Love it. Cái thời tiết ở trên này rất là mát, mà không khí rất là trong lành, y chang bên Mỹ. Rất là hài lòng về cái Bonnie Hill này. Nhưng mà hơi sợ một chút. Chùa Linh Ứng Bà Nà. Đây là chùa Linh Ứng. Ok, chùa Linh Ứng. Đó, đây là chùa Linh Ứng Bà Nà Hill. Ok, đó. Wow, chùa này có ai ở không biết. Lên chùa có chiếc gì xe lửa trèo lên train đó, lên chùa. À, mình xuống đây. Xuống đây đi tí. Gadi Bay xong rồi mình trèo lên chùa. Muốn lên chùa không con? No. Đi về. Rồi tới nơi rồi sẽ đi về. Ta-da, xong. Trời. 5 cây số hả? Ui cha, 5.000 mét vuông, 5.000 mét luôn hả? Vâng, 5.032 mét. 5.032 mét từ trên này đi xuống hả? Vâng, ui cha, xa vậy. Chiều dài tuyến đó. Ui cha, xa dữ vậy ta. Có đi chậm thế lâu. Đang hay đi chùa Hương ấy, nó ngang ấy. Ừ. Chùa Hương là ở đâu ta? Bắc. Chùa Hương ở ngoài Bắc. À, chùa Hương. Oh yes. 5.000 mét vuông. Chùa Hương ở Hoài Đức là Hà Nội nhỉ? Hà Nội.
Chu Hương ở Hà Nội. Vậy là mình bay ra tới Hà Nội rồi mình từ từ sân bay tới tới Chu Hương bao nhiêu xe? Không, cháu ở Hà Nội, cháu đi cháu nhưng Hà Nội. Đi, nhưng mà đi thì cháu rồi đi vào. À, từ đây á? Không, từ từ sân bay Hà Nội á. Tới tới Chu Hương. Tầm 80 cây. 80 cây. Rồi mình đi 1 tiếng rưỡi. Khoảng trung quanh là 1 tiếng rưỡi. Vì từ từ Nội Bài mà về hai trung tâm Hà Nội thì tầm 30 phút. 30 phút. Tiếng rưỡi. Thứ hai tụi này đi ra ngoài Hà Nội. Mà chưa tới Hà Nội bao giờ cũng chẳng biết. Vậy thì nó không dễ đi thôi. Nên đi Chu Hương em. Hôm qua em đi Chu Hương đồi núi nhảy thôi. Đồi núi hay là đi chèo thuyền, họ thuyền đi. Chu Hương nó cũng đồi núi vậy thôi. Vâng, thực ra là không, có sông nước. Nó sẽ sông nước nhiều lắm, xong là người ta sẽ chèo thuyền ấy cho mình vào trong và mình lễ Phật ấy. Ở đấy người ta hay cầu con đúng không? Xa ghê chứ. Nếu mà mình đi bộ mà chèo từ trên này chèo xuống tới dưới kia chắc vào cả ngày ha. Chứ đi không nổi rồi. Đường cây chỗ này sao đi được. Baby mệt được nhá. Ừ. Lỗ sao cả. Lỗ tai. Đây có lối ra hơi lạ. Lối ra. Làm việc bà nãy rồi. Đây là lối ra của bà nãy rồi. Bye bye, see you again. Bây giờ mình lại ở đây được không?